Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình quay chú sử dụng cây máy này cưa gốc cây to nha các bạn. Cây máy này, cây máy G370 nha. Đó cái gốc cây các bạn. Chú cưa mở miệng để không nha các bạn, rồi chú qua bên kia cưa ngang qua đằng cho nó ngã luôn các bạn. Cái cây bắt đầu chuẩn bị ngã nha các bạn, đó nghiêng rồi đó bạn ơi, ngã đâu bạn ơi, đó rồi mắc kẹt trên đó rồi các bạn ơi, nó không ngã xuống đất rồi. Cái khô này nó cũng cả hết mới nè, cái mít thì hết mới. Cây cây là hai cây đó. Cây thành hai cây. Hạ nó luôn. Hạ luôn, hạ được, hạ luôn. Hạ đã không hạ cái đó trước. Rồi.
Bộ bị quăng khác ý luôn. Chú đồn rồi mặt ra mặt. Nói mặt này đi, đủ rồi, vô chấm bự chút. Không thấy số. 45. 45. Đừng có sao này là nó lọt cái giữa liền. Đừng quay lên ông đậu hơn. Đặt lại. Chạy xuống quay cây đó đã lắm. Mình như cây quay đó, người ta nói là cây đó làm như có gì. Có khi thằng dòm nhỏ mà bốn người ôm không giáp. Mình xả vậy nè. Đẹp lắm kìa, nó xung đuột ha. Còn cây sau ba chút á.